Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì cái đợt mà cũng lâu rồi mình có làm cái clip về Metro 2033 đó. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp series mới, đó là phải series nữa, cái trải nghiệm thôi, đó là Metro Last Night Redux. Mua cũng mình mua nó cũng vào thời kỳ mà sale luôn cả cái kia đó, mình mua luôn một bộ cái binder của nó. Được hai game luôn. Thấy cái dòng game này khá hay chứ. Nhiều game kia thì mình chưa có phá đảo hết mà mình cũng công nhận là chơi mình chơi được mới nửa nửa của nó à, nhưng mà cũng thực sự hay. Cái đợt trước thì mình đã bị bắt cóc á, cái mồi mình đã trốn thoát được với người bạn của mình, và giờ thì mình đang đi tìm đường để cứu nó lại. Tại đang đi á, cái nó bị rớt xuống cái cống á, bọn kia bắt được. Đó nó nè. I know you wouldn't abandon me. I knew it. You're a true comrade. I mean, you're debt for life. Now get me out of here and I'll lead you home in no time. Fuck! Fuck, they're coming for me! Gonna take me to the noose! Good luck, my friend! You're my only hope now! Rồi, coi như là mình đi cứu nó. Nó nói mình đó là... Get your ass out here, you fucking commie rat! Rồi, ok. Đã đi men. Tôi cứu chưa? Mình đang bò giống cống. Game này nói nó cũng cũ rồi nhưng mà cũng 4 năm trước rồi. Mà nói chung là cái đồ họa thì mình để mắt sẽ tinh lên, mà cũng nói chung cũng thốn lắm. Wow, nó đấm bạn mình à, ghê thiệt chứ. Để xin xíu, mình chỉnh cái này lại xíu. Sao cái này nó không chịu? Ok, giờ đi ra cứu đó nè. Biết mình đây cứu ra nào. Yên tâm, yên tâm, tao có cái lục giấm thanh. Ám sát. Ý, lấy đạn không được hả? Đúng rồi, lấy đạn chứ, tao cần nhiều đạn lắm. Tại mấy thằng quần này nó có mũ, có một số đứa nó có mũ á. Nè, như cái đứa này nè, nó bắn dần cái tỉnh gì không. Có một số đứa mình bắn nó không có chịu bay mũ, nó không có chịu chết á, bay mũ dần cái xong. Từ từng đứa một. Ủa, bắn viên chích luôn hả? Ghê vậy, lục ghê vậy, ghê lục căng vậy. Căng rồi đó, nhiều quá đó. Tiếp cái lục này mạnh, bắn gì chết luôn. Ghê cùng mẹ nó đang bắn vậy, cạch 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 cạch. Ôi nhầm, xác hơi nhiều rồi đó. Còn bạn nữa ra luôn đi bạn. Loot. Bắn xong thì loot chứ. Còn nhiều đạn vậy. Trong đây trăm mấy viên vậy là nhiều rồi đấy. Lục thì ít quá à. Ôi cây này nhiều đạn quá. Bắn bắn bớt cây này. Mình có nên bỏ cái này ra, cây này phải có shotgun không ta? Mình bỏ đi coi. Thôi, bởi đây. Mẹ mày. Gì mũ ba nè. Chà, súng đá vậy. Lấy mũ được không? Chống đạn được á. Thấy mấy cái thằng trong đây mình bắn mấy cái thằng không có mũ gì nè.
bắn cho phát cho cái loạn trận à, đích chịu chết. Gì mà tụi bay làm gì đây đây, ghê vậy. Ồ đây đâu có gì, đi. Ôi nơi đây là, à đây là lên đầu lâu ma cầu tiêu. Chà, nhà mình bắt đầu có nhiều mũi. Như thiệt con mũi này. Đang chơi với thằng cái nó bay bay vòng vòng. Để nó chích mình cái... mình đập nó. Mà đi đường nào vậy? Coi bộ mũi. Nó chỉ vô đây kìa. Cho nên có đường đi chứ ta. À đây đi mà mày. Lộn. Ê. Lấy. Ôi, ôi, có chuyện đó không? I've got my gun in my pants. While you left yours at the whorehouse. It seems like somebody. Yeah, that gun of yours is going to be so much fucking help when the Reds come for your ass. Attention! Your company! Money! Hard fight! The reinforcements are approaching. Tự tới miếng đạn chứ cho mày. Ê này bắn không nhắm chính đẻ. Đội mũ công nhân đi bắn tao. Hello chuột. Đó thằng này có giáp này. À, hết đạn. Sấy với tao hả? Tao sấy đùa với mày. Sấy nè bạn. Bạn sấy lại mình không? Cái thằng này có giáp hết. Vậy đâu? Ui má cờ, nhìn mình tưởng cờ Đức Quốc xã chứ. Hết hồn. Ủa? Phải đi qua đây chứ. Ở đây có cái cửa. Lóc. Ôi vậy. Chui tiếp. Dưới đây mà cũng có cái này nữa, kỳ. À, có bài viên đạn à. Mình khoái bắn kỷ lục đó. Hết mẹ đạn. À giống sọt ginh thôi gì đâu. Mà lần có một viên à. Phục cho một cái thấy mẹ. Đâu ra? À, mấy con AI trong đây không có ngu đâu. Hồn lắm. Ôi mẹ ơi, hết hồn. Thế con lo chơi cho cái con mũi này vẫn chích mình được. Nó chích no cái nó chạy đâu mất rồi. Thế thề. Nguyên cục vãi. Hết hồn. Đĩ mẹ. Mình lỡ bắn tụi nó nghe rồi. Ờ tao tới với tụi bay nè, lên lên, vô đây. Xuống đây bắn gần thôi à. Ừ.
Ừ. Vô đây. Mày bay vô cái cổng này là mày bay chết với tao. Giờ tao không để mắc sai lầm nữa đâu. Súng gì hãm vậy? À, chui đây lên hả mẹ mày? Come on. Lên đây. Có gì cho lũ đạn hả? Tao không muốn tốn đạn xuống chính tao thôi. Tao kiên trì lắm, tụi bay cứ vô đây. Tiếp nè. Còn ồ, bắn chết vàng. Tại mấy thằng dép. Trời, no luôn, lút no luôn. Trời ơi, thơm, đạn quá chừng. Nó súng lục sao tụi bay ít đạn vậy? Không biết. Không đi, không bắn. Thấy tao sao bắn? Tao mới loot tụi kia, tao no đạn lắm mày. Surrender. I'll put my weapon down and come out now. Don't shoot. Mày nói gì? Mày surrender hả? Lỡ tao đi giờ cái mày bắn tao sao mày? Ngồi xuống. Ngoan. Tao sợ mấy thằng giống vậy. Cấm giữa trò nghe chưa? Hay là giết nó? Thôi bỏ đi. Nó đồng hàng rồi. Tha đó. What the fuck? Mình nghe mấy ông nghe ngố la. Mẹ mi. Làm trò gì vậy? Bây giờ làm trò gì vậy tao? Ôi, nó xuống đây rồi. À, đây. Hello. À, đây. Chui được. Bắn phê chứ. Bên quỷ với dép. Ô, ô, ô. First duty. Nó ngu gì vậy? Ngu tàn sát luôn. Ok men, mày được cứu rồi đó. Lấy súng đi. Trời ơi, nó báo động luôn chứ. Đi. Đéo gì vậy? Ôi, thôi. Hết hồn. Hết hồn á. tự nhiên cái té. I dragged Pavel out of the noose and he says he's going to take me as close to police as possible. Okay, tiếp tục. That's the way to do it, bro. Just like the three musketeers, if they were two of them. Ôi, bị chết mà còn móc mắt ra nữa. Ghê thiệt. Really confusing, but I fucking love it. Always wanted to be a boss. You can be D'Artagnan, huh? Mà đừng nói nhảm nữa ông. Đi kiếm tôi cái AK nữa nè. Ông cầm cái AK đâu bây giờ? Không cho tôi cái AK nữa. Cầm xuống cùi không. Chọc nhanh đường đó chứ.
còn đèn pin không? Trời quá giật nữa hả? Đi vô trong rồi tụi gặp được địch. Dead meat. Dead meat. You my you. The hell. Tắt đèn luôn không cho mình đi luôn. Thử đi. To hell with it. Cho mày tắt đèn. Bố cái đèn pin. Forward. Stop. Bring it. That's why the Nazis cut the light. Cậu ta bắn không? Okay, Spartan, a short lesson. Bullets won't cut it here. But since they're afraid of light, let's take the light to them, okay? Trời ơi, mà nhện không? Tao sợ nhất là con nhện nha. Cuộc đời tao sợ nhất con nhện. Đừng có hù tao. Ah, looks like they blew the tunnel up. Now maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Wait. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. À, mày muốn đi vô cái cống này đúng không? Ok, tao hiểu rồi. Help me with this. Help cái đéo gì ở đây. Ngon. Mà cái nắp cống mà nhìn ghê chứ. Mấy con này con gì đây? Trời ơi. Mày đưa tao vào cái chốn gì đây? Gớm thế này. Trời đất mẹ ơi. Mấy con này để trứng nè. Đi. Ui ghê quá. Đi. Đi. Chật rùi mũi. Đốt mày nè con. Đốt hết. Mày nhện hả? Đốt tôi đốt. That's high. Definitely no climbing up this one. Okay. Let's hope the elevator works all right. Đốt hết mà nhện. Lấy được miếng đạn. Clear. Ha, vậy mày vẫn hoạt động hả? Ghê vậy mày. Let's take this baby for a ride, huh? So, turn the flashlight on and don't even think of switching it off. Nó tắt đèn pin để sạc pin, giống Half-Life hồi xưa. What the? Why did it stop? Ha, mày đã vậy mày có cái đèn pin trên đầu luôn á. Đèn pin đâu rồi? Hù. They heard us. Thằng nào nghe ta? Thằng nghe mình. Right in their fucking nest. Shit. Ôi, tao một đèn pin đâu. Trời ơi. Đừng nói tao là con nhện đó nha. Ui, nhện thiệt. Con mẹ đó. Lúc này là lúc gì? Mày muốn tin nhấn cái này lúc này lúc cái gì? Eat this bitch. See its belly? That's the only vulnerable spot. Their top armor's just too tough. Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up. You understand? The bastards hate the light more than anything. Come on, follow me. Mình đừng có làm tao sợ nha. Cái nút này là nút gì? L B B M B này là cái nút gì? Má nhện đột biến vậy thức ra có đuôi luôn. Ghê mày ơi, mày cho ra khỏi đây mày ơi. Nè cửa nè, mở cửa đi, đi nhanh lên. Nhìn sởn cơ gây ốc luôn mẹ mày. Dẫn tao đi cái đường gì á? Nhện không. Nữa hả? The bridge. I heard about it. Theater shouldn't be far now.
Ooh. That's a high. Let's move. À, cho tao cây AK đi mày ơi. Giờ sao? Nhảy đúng không? Them again. Great. This will do. Con mẹ mày. Ôi. Quái gì kinh vậy? Chết chưa? Ghê mày ơi, cho tao đi mày ơi. Bắn phát chết được không? Để tao biết, bắn phát chết luôn. Don't take the light off it. Trời ơi. Mình đồng giá sắt hả mày? Sao mà cứ bắt tao bật cái pin lên vậy? Hút được không? Đi. Ở thằng này mày bị tát không mày? Sao mày cứ bắt tao bật cái đèn pin lên là sao? Tao bật đèn lên nè, giờ mày muốn tao làm gì nữa? Hả? Cái nút LMB là cái nút quỷ sứ gì vậy? Ghê quá. Nhảy làm đéo gì được cái thằng đờ này. Nhảy xuống đây đủ chất hóa học không? Tao phải kiếm đường tao đi nè. Kìa coi mày. VL đi được hả? Soi rõ rồi, có còn cái gì ở đây mình bỏ sót không? À, chỉ cái bạn cái bắn không được. Keep the light on it. The light, Arthur. Cứ bắt mình kia ánh đèn được hết. Barely with light. Keep it in the light. Cái thằng quần này nó nói cái gì? Don't take the light off it. Light it up. Thank you.
Phóng đạn không? Mình lắp lại coi coi nó nói cái con quỷ gì. Chơi lại đạn này coi, coi nó nói cái gì. Let's move. Rồi. Hold them off, Artyom. I'll try to get us over. Great. This will do. Artyom, Artyom, come help me pull this out. Con mẹ mày, hồi nãy mày bị lỗi. Hèn chi hồi nãy mày bị lỗi với tao. Vãi thiệt. À. Hôm nay. Nghe nó nãy. Hết hồn mày. Nó sợ ánh sáng hả ta? Vậy là mấy con nó sợ ánh sáng. Mình chiếu đèn vào nó là nó sẽ lập tức. Nó sẽ thiêu bị thiêu đốt. Đèn nóc. Đi đó. Ánh sáng chói lóe, ánh sáng của đèn. Mẹ đéo sợ mày. Ready? Let's go. Ghê mày. You right, Artyom? Come on. Rồi, tao không sao đâu. Đi với mày mà. Light, dead. Let's go. Ánh sáng. How do you like this, huh? How do you like this, bitches? What? Okay, we're safe here. Ui, nhện không rồi mày ơi. Wait a minute, Artyom, it's bad without the light. Let me make a torch or something. Alright, light up! Alright, let's go! Ờ vậy? Cái hộp quẹt của tao làm không được à? Đây lửa lớn. Vãi. Trời ơi, nhện kìa trời ơi, má người mình nó nổi da gà lên luôn rồi. Gửi rồi. Ghê quá mày ơi. Ui. Cầm hộp quẹt luôn. Hộp quẹt đâu? Đấy. Về. Ừ. Nó sợ chứ lâu lâu ra chọt mình cái. Ừ. Trời xét người không. Ừ. Đưa tôi ra khỏi đây nhìn lên. Shit, looks like there's an electric lock. Okay, the wires. Ủa mày làm cháy gì vậy? Over there. Hey, look, D'Artagnan. You've got the light.
If you follow the wires, there should be a fuse box somewhere. Used to power the gate, but the battery should be dead now. Kêu mình đi kiếm cái thứ bút nhiên liệu. Lịch cửa khóa là mày ơi. Cửa khóa rồi. Tôi phải chui đây nữa. Ý! Con mẹ mày. Ui, có trứng nhện. Lên. Nó sợ ánh sáng. Ghê mày ơi. Ồ, cái máy đẹp ha, đã ha. Gì nãy ở đây nhảy lên được mà thằng này bê đê quá nhảy lên không được. Nghĩ tốt cặc mày ơi. À, chỗ này. Ui. Tắt điện. An toàn chưa? Sao đóng cửa lại? We're almost at the theater now. Má ơi, nhìn đi cái trò này mà nó sượn cả gai ốc lên luôn. But however small the distance is, phải nhện không? Mình cực kỳ sợ nhện. Chubak, we're here. Pull yourself. Ui, tụi mày luôn. Tiếp chơi nữa. Nghe game này chỉ toàn nhện không? Mỗi phần vô phần này đi có mấy đoạn giờ anh giết được quá trời. Ok thì clip của mình tới đây ha, chủ yếu trải nghiệm game thôi mà. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha, nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha, bye bye.